Bây giờ bà phải làm cái gì lạ lạ. Một là bà múa lửa. Thôi, bà đâu biết mua. Biết múa lửa không? Biết nhai miếng chai không? Không. Trời ơi, bệnh tiểu đường, xuống nhai miếng chai. Ý là có xiết được không á? Không, tao bệnh mà kỳ xiết, 60 tuổi làm gì xiết. Thôi, vô tắm nàng cày đi, được không? Cái này có trúng không? Có trúng không? Trúng. Trúng thì để dò đi. Cái này có trúng không? Trúng. Trúng thì để dò đi, đâu có mua. Tôi đọc là lấy liền nha. 2 tờ 34, 1 tờ 12, 1 tờ 74, 2 tờ 32. Sao biết làm? Cái gì? Đọc lẹ quá trời. Rồi rồi đọc chậm nè, 1 phút 30 giây nha. Thôi hả? Tao cái nợ ai mà kêu người tình góp? À là cô chích bán cái số, bà tin chích đúng không? Tao tin chích, phải tin chích. Tin chích? Tên kỳ vậy? Bà chích. Alo đây nè, alo với người ta đi. Alo. Có nghe nói không? Có nghe con nói không? Tôi hỏi bà có nghe ai nói không? Không nghe ai. Đâu có ai gọi đâu bà nghe. Ừ, đẹp. Khạp buôn kha. Khạp buôn kha. Mụt nạt na. Khạp mệt na. Khạp 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 la. Khạp 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 la giống hột dịch ấp la quá vậy. Tự nhiên hột dịch ấp la ở đâu đây nữa má. Nãy anh này ảnh mua giấy số này, ảnh bo bà 20 mà bà chê người ta xấu. Nó xấu hầm dằn coi mà con mắt nó lé. Trời ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Trời ơi. Hello mọi người nha. Thì hiện tại Vedette Vũ Thu Phương đang có mặt ở quán Lan Quế Phượng 258A Nguyễn Tử La. Thì em sẽ xin chị Thanh, xin chị Thanh quản lý là giống như là sẽ cho dự chức ngồi một chỗ á mọi người. Tại vì theo nhiều người góp ý á thì Thu Phương sẽ xin chị Thanh. Chị Thanh ơi, em tính lấy cái bàn á với lại cái ghế á cho dự chức ngồi chỗ một góc á, cho dự chức ngồi bán được không chị? Tại ở trên mạng nhiều người góp ý là bà bệnh nó sợ mới đi tới đi lui, với lại nhiều khi giỡn với khách á, nhiều khi khách cũng ngại nữa. Mà như là không được hả? Ờ, vậy đi ha. Ngồi kế gốc cây đi được không chị? Thì có dưới lọ cũng được á. Nè, gốc này nè. Đó. Nè gốc cây nè chị Hanh. Đó. Ừ, ngồi đó nó rồi giải cái bàn lên với ghế thôi cho chị Đức ngồi vậy đó. Nay vậy ha. Ok, cảm ơn, thôi em lấy cho không sao đâu. Cảm ơn chị nha. Chỗ đó hả, đây là chị đẩy cho bé. Ờ à, đúng rồi đúng rồi. Này chị trước ngồi đây đi. Này được tấm bảng này, đừng cầm tấm bảng này nữa. Đây 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 được rồi. Đây cho con rồi. Đây cho chị miễn ha. Đây đây. Không chi kỹ vậy. Không phải lau rồi cho nó sạch sẽ. Đó bắt đầu rồi, ai mua rồi khách người ta lại mua. Tại người ta góp ý gì chứ hiểu không? Nè chứ cứ để số này nè, giống như bên chỗ bán của gì chứ vậy đó. Rồi ai thích số nào rồi người ta thương gì chứ là tự động người ta mua à. Chứ gì chứ đi tới đi lui với bà gì bệnh nữa hiểu không? Đó, đừng ngủ nha. Ngủ đâu? Thấy bà ngủ hoài đó. Ngủ đâu ngủ? Khi nào đường trắng nó ngủ. Kệ trước. Trước nè. Bây giờ người ta mua tờ hai tờ cũng phải cảm ơn người ta nữa hiểu không? Ta mới mình ta mới thương ủng hộ mình. Nè này cái lọc rồi đúng không? Ba lì xì để đây nha. Đây cái lọc nè. Giờ trước khi bán giấy tổ đi. Chắp tay là giấy tổ. Gì? Giấy tổ á, giấy ờ, giấy tổ cho con buôn. Ờ. Cho con mai bắn bắt. Đúng rồi. Cách giờ vào bán cho ta trúng tổ đi nó trai. Ờ, đó gì chức giấy. Đó vậy chức sắp đi, vậy chức sắp hay ý gì chức đi. Ừ đó. Hello chị. Đó ngồi đây bán nha. Có cần gì kêu con. Còn có đi tiểu hay gì kêu con lại con coi giùm chút. Hiểu không? Nghe em vậy? Nghe. Ờ. Đó. Dì chất theo, sắp theo ý dì chất đi. Là người khách lại người ta hương là người ta ủng hộ à. Chứ dì chất cầm với số. Cầm quá trời mà đi qua đường mà đi qua đi lại. Rồi nhiều khi mấy người ta không tốt á. Người ta này kia với bà nữa rồi mất vốn nữa rồi không có vốn bán nữa.
Đó, cảm ơn tất cả mọi người nha. Đó, Vedette Vũ Đô Phương xin thay mặt Việt Chất gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cảm ơn những lời góp ý rất là chân thành của mấy bạn ở trên YouTube á. Tại người ta coi clip của con với Việt Chất á, người ta góp ý, người ta nói là phải kiếm chỗ cho Việt Chất bán. Bởi vậy con mới đi vô, con xin cái chị quản lý á, nói là cho Việt Chất xin cái chỗ này để Việt Chất bán. Đó, hiểu không? Việt Chất phải đỡ, phải đi tới đi lui. Hiểu không vợ? Rồi bây giờ Việt Chất gửi lời cảm ơn đến mọi người đi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn mấy đứa em. Cảm ơn mấy đứa em. Đã thương Việt Chất. Đã thương Việt Chất. Tạo cho cơ hội cho Việt Chất ngồi bán với lại Thu Phương. Tạo cơ hội bán với Thu Phương. Bây giờ góp ý là Việt Chất có bàn ghế ngồi. Góp ý là có bàn ghế ngồi. Mong là mọi người mong anh người, chị. Mọi người. Anh chị lại ủng hộ với cháu. Đúng rồi. Rồi không ủng hộ cá viên luôn. Ủng hộ cá viên chiên của Cu Đen. Trời ơi. Thu Phương. Thu Phương. Tự nhiên kêu Cu Đen trời ơi. Kệ đi, nó kêu rồi bà kêu nữa rồi bắt đầu tụi nó bắt chước giống bà nữa. Hiểu không? Chút có đi tiểu thì giờ kêu con ra con ngó chồng giùm cho. Rồi dứt đi vệ sinh rồi ra. Tình bằng nồng yêu năm sáu. Xiết đi. Bây giờ bán cái số ế của mình phải xiết. Xíu là làm cái gì? Mình muốn mâm tăng 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 tăng. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lư, một con sông xanh, một tù lao xanh. Xíu đi chứ, đứng dậy muốn mâm đi. Đang lên cơn mà. Lên cơn gì vậy? Tiểu đường. Tiểu đường hả? Cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Phải nắm lên, toilet là phải nắm lên hả? Đi từ từ thôi nha bà nội. Đi về nhớ dội nha, hôm qua bà đi tiểu bà không có dội đó. Có mà. Có dội không? Có. Thì sao tôi nằm mơ tôi thấy bà không dội đâu ta? Ê, mơ kỳ đó. Đi vô được không? Chỗ nào cao cao quá vịn với cây này nè. Đúng rồi. Ví dụ không có ai vịn, đẩy cửa vô. Đây nè trời ơi. Đứng ở đây. Nói cửa ơi mở cửa ta vào, không có được đẩy. Ơi mở cửa ta vào. Rồi. Sao mở đâu? Đợi nửa tiếng nữa nó cửa nó sẽ mở. Thôi đẩy mừng cho. Quên thôi đẩy vô đi. Đẩy vô. Quên má, tôi quên. Dậy đi ngủ hoài vậy trời. Ngủ lâu ngủ. 6 giờ giấy số kìa. Con bướm nha. Con bướm nha. Rồi đó, lấy con nào cũng được á. Lấy mỗi thứ 3 tờ đi, 2 số cho người ta trúng đi. Đây, 3 tờ này. Cái này giấy số thưởng á, giấy số này là 11.000 một tờ, còn giấy số không thưởng là 10.000. Tại vì nhiều người thắc mắc ở trên mạng á, người ta nói là ủa sao cô chức bán 11. 66.000. Rồi nhà cho bé. Đây cho bé gửi. Ủa sao 76.000 lận? Dạ. Đây 66.000 đây. Cảm ơn nha. Đó đúng rồi, dễ thương, không có chút may mắn lần sau nha má. Cứ khúc sau bỏ cắt luôn, khỏi chút. Rồi cảm ơn em là được rồi, cảm ơn anh nha. Kéo đi. Trời ơi tao làm phép thấy mẹ luôn mẹ. Chất nhìn nè, chất nhìn nè. Kéo. Đội tao không phải, bây giờ em đang chất. Nhìn nè, thấy không, thấy không? Vỗ tay. Có khách đâu mà bán. Vắng quá. Vắng quá. Bây giờ bà phải làm cái gì lạ lạ. Một là bà múa lửa. Thôi vậy đâu biết mua. Biết múa lửa không? Biết nhai miếng chai không? Không. Trời ơi bệnh tiểu đường. Chú nhai miếng chai. Ý là có xiết được không á? Không, tao bệnh mà kỳ xiết. 60 tuổi làm gì xiết. Thôi vậy tắm nàng cày đi được không? Không. Tính kêu bà tắm nàng cày. Bà kiếm cái gì đó thu hút khách vô. Chứ giờ ế quá vắng quá giờ sao? Ủa chạy đẹp quá trời luôn kìa. Bây giờ bà chấm anh nào? Lựa một anh. Anh nào? Dạ cái đó giấy số thưởng là 11.000 á anh xã. Thấy chưa mấy anh coi trên clip đó thấy thương mà ủng hộ rồi đó. Không đẹp trai không có lấy tiền mấy anh đi đi. Đi. Cái gì? Lấy tiền sao? Người ta đẹp trai mà. Nói nghe nhiêu? 7 tờ. 7 tờ 77.000. Trời không có tôi ai tính cho bà. 11.000 tờ mà không biết tính tiền vậy không đó. Bán mà không thấy tiền lời ở đâu hết đó. Cảm ơn. Nói tiếng Thái nãy đâu gặp Bunka phanh tay lại vậy nè. Đó đúng rồi. Ba tờ khỏi thổi luôn chuỗi. Đâu có ai lấy bỏ túi đâu mà bây giờ mới gì. 33 là gì? 33 là bia, lon bia. Cái này 8 tờ. 8 tờ là 88.000.
88 chàng lấy tờ nữa. Đó bây giờ hỏi 100, 88 ngàn hỏi 100, mảnh mảnh bo 12 ngàn. Rồi cảm ơn tiếng Thái Lan đi má Khạp Bun Kha. Cả đi cộng vô trụi. Khạp Bun Kha. Má Khạp, Khạp cái gì mà Khạp hoài không biết Khạp cái gì. Nè con chỉ má nói một lần một nè. À Khạp Bun Kha. Lấy cái đồ nó quýnh cho ta luôn. Làm gì lấy đồ quýnh, ý là cảm ơn là tiếng Thái á. Khạp Bun Kha. Khạp Bun Kha. Bụt nạt na. Khạp mật na. Khạp 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 la. Khạp 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 la giống hột vịt ấp la quá vậy. Tự nhiên hột vịt ấp la ở đâu đây nữa má. Bà dậy đi không có ngủ nữa má, giờ này giờ tối mà ngủ gì ngủ hoài vậy. Đi vô tôi tắm cho bà cho đi vô. Thôi lấy giờ này tắm. Tôi lấy xà thao nữa tắm bây giờ bãi đi, tôi lấy xà bông coi tô. Tắm gì chơi nha, có xà bông gì chơi. Bà muốn bán không? Muốn. Ừ, bà muốn người ta mới coi mình ta vui vẻ, người ta mới đến người ta ủng hộ. Bà ngồi mà tối ngày bà cứ vậy nè. Rồi lên. Rồi ai mua vé số. Rồi chuẩn bị nhảy nè, để hai tay vậy. 2 3 búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh... múa đi. Thôi. Tao tự nhiên. Tao tiểu đường kêu múa lên huyết áp bây giờ. Rồi tiểu đường không múa được. Không. À bà bị tiểu đường hàng gì bữa tôi thấy bà đứng ở đường hẻm bà tiểu nè. Đâu có like đâu. Bà đáy toilet nha bà nội. Chứ không phải tiểu đường là bà ra đường bà tiểu đâu nha. Thì vô đây ngồi đi. Đây vô đây nè anh ơi, có kêu đào không? Cái này có trúng không? Có trúng không? Trúng thì để dò đi. Cái này có trúng không? Trúng thì để dò đi, đâu có mua. Ý là lựa hai từ giấy số trúng á. Cái này có trúng không? Trúng thì để lãnh tiền đi. Chứ bán chi? Bán không? Rồi, hai tờ. Nhiều. Hai tờ nhiêu? 22 ngàn. 22, bây giờ 19 ngàn bán không? Thôi hỏi. Rồi hỏi luôn. Xui vậy chờ. 22 ngàn. Rồi ở 10 tờ lộn xộn kìa. Đây tôi lấy cho. Thôi bà lấy đi tôi lựa nè. Từ từ phan nha, tôi mua giùm tôi có quyền đúng không? Một tờ 34. Từ từ phan nè, bây giờ làm lại từ đầu nè, tôi bà chơi vô cũ nè. Đứng đây, 10 tờ nè. Tôi đọc là lấy liền nha. 2 tờ 34, 1 tờ 12, 1 tờ 74, 2 tờ 32. Sao biết làm? Cái gì? Đọc lẹ quá sao? Rồi đọc chậm nè, 1 phút 30 giây nha. Nếu mà thắng mà được 2 triệu, còn không thắng là bị gớt nha. 1 phút 30 giây. Bắt đầu, 2 tờ 34, 1 tờ 77, 1 tờ 07, 2 tờ 70. Hỏi luôn. Má đọc vậy sao mất? Kìa, 101 kìa. 10 tờ. Đưa có 11 ngàn. Trời, 101 đúng rồi bà nội. Mới đi. Ngay người nước ngoài mà, người nước ngoài bà phải nói tiếng nước ngoài. À, how much are we you? I'm Madrid, thank you, but the most not. Mày nói cực cần sao, tao biết nói. Are you Madrid, thank you? Vậy gì nữa? Madrid. À, người nước ngoài nè, không tin nè. Thấy chưa, ảnh người nước ngoài mà. Dây cần cước má. Nè, đọc, đọc tên, luôn. Đọc tên. Đọc tên nè. Của anh gì, Sơn hả? Bốn gì Sơn ha. Ờ, tên tiếng Hoa, Benny. À, Benny. Có... quen vô trẻ quen cao lại vậy má, tiền kêu người ta đi ngủ được có móc cái mũi vậy, mà móc cái gì ăn vậy, móc gì ăn đâu nè. 101 đúng rồi, có 11 ngàn. Rồi vậy là anh này vậy nè, dư luôn nè, bo 20. Rồi bo hả, có 13 ngàn con tờ rồi, con tờ rồi, 13 ngàn mua được con tờ rồi. Con tờ 13 ngàn. Thôi bây giờ bà nói tiếng Thái Lan người ta đi, giờ 101 bà nói tiếng Thái Lan sao? Khạp Bun Kha nữa, tôi chỉ bà đâu. Khạp Bun Kha. Nát nát kha. Nát nát kha. Nát 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 kha. Nát 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 kha. Ừ. Ủa bán ông có 10 tờ mệt mỏi quá. Kìa bán ông 10 tờ mệt mỏi, người ta bo 20 nè má. Má ông dán mùa cho má, con làm má là tưng cái vụ lọc má. Nè hỏi lên đây nè, 101 ảnh bo cho gì chất 20 là 130, hỏi lên 400 ngàn. Ngày mai trúng số, hai vợ chồng tôi đám cưới nè, đãi 4 bàn. Ủa anh có lé không? Ê, cái gì vậy má? Ý bà nói là lấy tôi là lé hay sao? Ông lé cái giùm kìa, thấy cái. Trời ơi, ơi ông dòm hay vậy trời. Lé bây giờ kìa. Bây giờ anh này với anh này bà chọn anh nào? Thôi chọn anh kia kìa. Anh này xăm hình. Đeo một sòn á. Trời ơi, biết người ta đeo một sòn luôn kìa. Trời ơi, thôi chết rồi nè. Trong nhà văn thứ luôn. Trời ơi, ơi. Má này để ý má ơi. Alo, dạ alo. Dạ. Tiền góp hả anh? Sao? Không hả? Tao cứ nợ ai mà kêu rồi tiền góp. À là cô Chích bán cái số, bà tên Chích đúng không? Tao tên Chích, phải tên Cức. Tên Chích. Tên kỳ vậy? Bà Chích. Alo đây nè, alo với người ta đi. Alo. Có nghe ai nói không? Có nghe con nói không? Tôi hỏi bà có nghe ai nói không? Không nghe ai. Đâu có ai gọi đâu bà nghe. Ừ, đè tôi đè. Thiệt á. Hoa hậu top 8 đó. Đẹp không? Bà thấy giống không?
Không, cái mặt khác, con nhỏ này con gái. Trời ơi, tôi mà con gái gì trời. Nhỏ đó con gái. Tôi đội tóc giả nè, giống không? Trời ơi, công an kìa, dẹp cái số vô. Là chuẩn bị tuần sau là bả làm găng á. Bả gắn cái hàm găng màu đỏ đẹp lắm anh. Phải không? Không, gắn găng đó là găng con ma. À, chị gắn hàm găng màu vàng. Găng gì màu găng vàng? Găng ke là hàm găng ke nha. Ờ, hàm găng ke đi. Không. Chịu không? Đẹp trai quá, chịu luôn kìa. Ồ, bà thấy anh này với tôi xứng không? Anh xăm hình với tôi xứng không? Ờ, nó lấy mày héo hằn luôn á. Cái gì? Héo luôn à. Lấy tôi là héo luôn, hồi nãy anh này anh mua giấy số này, anh bo bà 20 mà bà chê người ta xấu. Nó xấu hầm dần coi mà con mắt nó lé. Trời ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trời ơi. Có tiền mà hầm dần này nhìn thẳng đâu lé đâu. Ờ. Lé bà. Đâu có lé đâu. Lé kim. Ê bà nói gì hồi Gia Hưng nó chặn đường rồi đó nha. Tiền là hầm dần ơi. Ờ. Đẹp quá. Đẹp không? Rồi bây giờ bà có đi đóng phim không? Người ta mướn kìa, thiếu vai kìa. Thiếu vai gì? Thiếu vai bây giờ cần một nữ chính là bà đóng vai chính là bà tắm rửa sạch sẽ luôn, tay bữa nhẹ mà đút tay vô ổ điện 30 triệu. Nó đút đi. Ba... Kêu cả lấy cái tay đút vô ổ điện 30 triệu. Giờ cả chết tay nuôi. Ờ ha. Không có chết. Không có chết, ý là... Ý là điện giật nó mình. Ông giật đi. Vậy là ông... Người ta còn trèo lên, người ta chết nó nói chuyện tôi. Tôi bệnh tiểu đường, không có được. À, tiểu đường không có được, phải không? Mà bà chỉ hết bệnh tiểu đường rồi bà đóng mới được, đúng không? Vậy giờ đóng vai khác đi. Suốt đời chết á. Bây giờ bà đóng vai khác chịu không? Đóng vai gì? Đánh ghen. Trời ơi, cứng tôi sao đánh ghen. Ý là bây giờ bà dẫn chồng người ta đi chơi á, rồi vợ người ta bắt được bà, nắm đầu bà nghĩ ăn sao? Thôi 20 triệu. 3 triệu đi, đụng má vô bệnh viện chết luôn. Trời ơi, chửi thời hoài. Cái chày đâm tiêu, nó quýnh tôi cặt hết hết luôn á má. Không có tạc xếp. Không. Trời ơi, 5 tờ giờ rồi. Mừng quá, mừng quá. Lấy đại đi, lựa hên xui nha, lấy là trúng đi nha. Không có cặn. Vậy sao? Cặn má ơi, má nó cặn, không có cặn, cặn. Thôi nói chữ tê cũng được. Nói chữ tê cũng được không hả? Không có văn. Đâu bà nói coi. Tiền tình tù tội. Tiền kinh tù trời. Tổng thống thiếu tiền tôi. Gì nói đi không, nói đi. Ở tù á. Trời ơi. Tổng thống thiếu tiền tôi. Ờ mày nói được đấy chưa? Tự tôi tới thanh toán. Tự tôi đến không toán. Trời ơi, chữ T nó không được. Liêu 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 liêu. Sửa hàm găng đi. Găng đâu sửa. Ba chắc muốn lấy tôi quá. Ai lấy tôi có hai căn nhà, một căn Đào Phước, một căn Chí Hòa. Thấy ghê quá má ơi. Trời ơi, hai căn nhà bà lấy đi. Rồi bà không cảm ơn rồi mai khỏi bán luôn. Sao kỳ vậy? Tại bà phải cảm ơn mấy người trên mạng, người ta coi, người ta mới biết mình, người ta lợi, người ta ủng hộ mình. Mai mua là khỏi bán luôn. Thấy chưa? Cảm ơn nha, xin chào. Ủa là nói chưa? Rồi. Nói rồi hả? Ơi tính ra nó không gì chức mua cho con á, bữa nay bà mua gói cuốn cho tôi, bữa nay trời mưa lắm thấy hả? Hello dù. Xin chào máy bay nha, anh chiều. Tiếng Anh hả? Tiếng Anh hả? Giống tiếng Pháp quá. Xin chào. Giống tiếng Pháp quá. Có đâu. Thấy không? Nói chứ xin chào tất cả mọi người nha, thì hôm nay là thứ năm, phải không ta? Ờ đúng rồi. Hôm nay thứ năm phải không? Rồi hello mọi người, thì hôm nay là thứ năm được rất là nhiều anh chị thương yêu mình ủng hộ. Thì mong là cái clip này, mong là anh chị, bạn bè, cô dì chú bác mình ở gần ở xa đó, mình thương mến với đế chủ đô phương ấy, là mình thương mến cô chức thì mình sẵn ăn cái viên chiên rồi mua ủng hộ cô chức mấy tờ vé số nha. Thì bây giờ thì cô chức sẽ ngồi chỗ này để mà bán vé số, không cần phải đi qua đi lại. Đó mong mọi người thương yêu, mọi người ủng hộ cho tụi em. Thì tụi em dọn rất là sớm nha. 2 giờ trưa là em đã bán rồi, 2 giờ trưa bán đến 9 giờ tối. Nói chung là 8 giờ rưỡi là sẽ bớt nhận khách lại, tại vì mấy anh đi qua đi lại, cho nên mong mọi người thương yêu, mọi người thông cảm, mọi người ra sớm, mọi người ăn ủng hộ em nha mọi người nha. Khách đến là em sẽ cho giờ khách ngồi. Giờ này 10 giờ rồi. 8 giờ đâu? Không, ý là nói
Đó là mong là mọi người thương yêu, mọi người ủng hộ nha. Và bây giờ thì bye bye tất cả mọi người. Chúc cho những anh chị em, bạn bè mình có một buổi tối thật là an lành và hạnh phúc nha. Trong những cái clip mà Thu Phương với lại cô chức cà khịa đó có gì sơ sót hoặc là sai thì xin cho em xin lỗi. Và mong là mọi người tha thứ và bỏ qua. Nhớ ủng hộ kênh Vũ Thu Phương Cá Biên Chiên, giúp cho em có thêm like nè, subscribe đăng ký để cho em có thêm động lực để em với lại cô chức hoặc là quay nhiều hoàn cảnh khác để mà phục vụ mọi người nữa nha. Cá sống là nhờ nước, còn Vũ Thu Phương với lại cô chức sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Mong mọi người xem clip vui vẻ, mọi người nhớ ra 258A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 để mà ủng hộ Cá Viên Chiên với lại bé số nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Đó, hai dì cháu mình chụp tấm hình nè. Cười lên. Răng đâu cười. Cười đại đi sao đó. Thôi răng đâu cười. Thì cười ra đi. Bà khóc người ta không có mua vé số đâu, cười đại đi. Cười, đâu cười. Cười cười mỉm chi thôi. Thôi Vũ Duyên. Cười mỉm chi. Không răng đâu cười. Cười không có đưa răng ra cười à. Ôi ôm không. Ôi thôi ghê quá má ơi. Tôi sợ ma quá. Nè hai dì cháu mày chụp nè. Chụp đi. Trời cu đen, ai kêu cu đen vậy? Trong nhà kêu á. Tôi tưởng là bà kêu á. Tôi kêu nào. Rồi chụp hình nè. Xong cho hung. Thôi tôi sợ ma quá. Bà hung tôi sợ ma quá. Sợ ma quá. Ủa sao mà ăn? Đem về nhà. Thấy chưa? Đỡ tốn trăm đúng không? Trời ơi. Ve yeah, nè ve yeah. Hôm nay ta đúng đúng không? Mai có không? Mai có ra không? Có. Ừ. Mai ra đi, mai tôi mới bán. Gì? Giỡn á, mai ra đi má.